Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Linh Ẩm Thực nha. Thì ngày hôm nay trời khá là đẹp. Không khí thì nó hơi se lạnh một xíu, bởi vì gần Tết rồi mọi người ơi. Hôm nay thì mình đi vào rừng để mình làm cái món mực nướng Thái Lan cho mọi người xem nha. Thì cái món mực nướng Thái Lan này mình thấy ở trên mạng người ta cũng hay đăng tải rất là nhiều. Mình thì không có điều kiện đi qua Thái Lan. Thôi thì hôm nay mình làm cái món mực nướng Thái Lan này thử xem cái mùi vị nó như thế nào nha mọi người. Thì hôm nay mình đang bị đau họng, cho nên giọng mình khá là khàn, rất là khó nghe, mong mọi người thông cảm nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Và đây là những nguyên liệu cần có của mình nha mọi người. Nguyên liệu chính đó là những con mực. Đây, những con mực ống này nha mọi người. Và những cây sả. Mọi người nhớ lấy thì luôn lá luôn nha. Lá sả nó mới là thơm. Tiếp theo đó là tỏi, ớt, ớt bột, sa tế và một ít bột ngọt và nước mắm. Tại sao có ớt bột và sa tế? Tại vì cái món mực nướng Thái Lan này ăn rất là cay nha mọi người. Mình thấy người ta làm rất là nhiều ớt luôn, cho nên ok, hôm nay mình sẽ làm cái món mực nướng Thái Lan siêu cay. Bây giờ thì mình sẽ mang những con mực này ra suối mình rửa nha mọi người. Mình đã rửa sạch rồi nha mọi người. Bởi vì mình quên mang cái thau, cho nên mình sử dụng bao ni lông luôn nha mọi người. Mình sẽ ướp mực trong đây luôn. Đây, những gia vị cần có của mình đây. Trước đó là ớt, cho vô. Xả bầm nha mọi người. Rồi, đây là tỏi. Tiếp đến các bạn cho một miếng sa tế nha. Hết thủ đi. Rồi. Thêm một miếng bột ngọt cho mọi người. Cũng thôi. Nếu mọi người thích ăn cay á thì mọi người cho thêm một xíu ớt bột nữa. Cho nó siêu cay nha mọi người. Ăn đồ nướng cay mới ngon. Wow, hơi bị nhiều rồi. Rồi, sau đó mọi người trộn đều lên. Mình đã trộn đều nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để đây khoảng 10 đến 15 phút cho nó thấm. Thì mấy con mực mình đã ướp nãy giờ khoảng 15 20 phút rồi nha mọi người. Nó đã thấm đều rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng những cây sả này. Mình nhét vào ở trong cái bụng của con mực, xong rồi mình sẽ mang đi nướng nha mọi người. Đây, để mình sẽ làm cho con bự nhất nha mọi người. Đây nè mọi người. Mình sẽ dùng cây sả mình nhét vào trong đây. Đây nha mọi người, ba con mực của mình đây. Bây giờ mình sẽ đi đốt lửa và mình nướng nó nha.
món mực nướng Thái Lan của mình đây nha mọi người. Mình nướng theo kiểu Thái thì mình gọi đó là mực nướng Thái Lan, chứ không biết nên gọi như thế nào nữa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cái món này xem như thế nào nha mọi người. Bây giờ mình phải dùng cái kéo, mình sẽ cắt mực ra nha mọi người. Wow, trong đây thơm xả rất là nhiều luôn mọi người. Wow, wow, cay quá. Mình sẽ ăn kèm với tương ớt nha mọi người. Đây là cái lá mình nè, sẽ xịt tương ớt vào đây. Mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Ăn bóc nè mọi người. Đây, mời mọi người nha. Wow. Nó có một mùi thơm của xả, thơm nồng luôn mọi người. Đây nè. Wow. Thường á, xả, lá xả nó sẽ thơm hơn gốc xả nha mọi người. Đây, mình làm một miếng nữa nha mọi người. Wow. Ở ngoài nó giòn, lớp ngoài của mực á nó giòn giòn, nhưng ở bên trong á nó rất là mềm mọi người. Mình nhai nó rất là ngọt. Mọi người càng nhai là càng ngọt nha. Ngon quá. Thôi dùng đũa nha mọi người, ăn tay không nó mất vệ sinh quá. Đây, một miếng tiếp theo để cảm nhận. Số 1 mọi người, quá trời đã luôn. Nãy mình ướp ớt rất là nhiều, mà mình chấm thêm tương ớt nữa ăn rất là ngon mọi người. Hết một con mọi người, quá đã luôn. Tao nói thiệt, rất là ngon mọi người. Mình nướng mực theo kiểu này nè, con mực nó vừa ngọt vừa giòn, kèm theo cái mùi thơm của xả rất là đặc trưng, mùi thơm nồng của xả rất là đã, rất là hấp dẫn luôn mọi người. Làm con nữa nha mọi người. Wow, rất là thơm luôn mọi người. Cái bó xả này nó ra nước ngọt mọi người ơi, nước ngọt của mực á mọi người, nó tiết ra nè. Wow, mình cắt nha mọi người. Thôi mình cầm nguyên con mình cắn luôn mọi người ơi, ăn vậy nó mới đã. Cay quá. Quá xá đã luôn. Mặt cay quá. Mình rất thích cái cay mọi người. Càng cay nó càng kích thích vị giác của mình. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái con bự nhất nha mọi người. Siêu to luôn. Một mình ăn gì nó mới đã. Wow. Wow, con này hấp dẫn đây. Con này phải cắt ra mọi người ơi, nó to quá. Cắt khoanh khoanh vậy nè. Đó. Đây, mời mọi người nha. Wow. Cái con bự này nó to, cho nên thịt nó dai hơn mọi người. Nó dai mà nó giòn hơn mà nó ngọt hơn. Nói chung là con này nó ăn là vừa nè. Vừa đúng bài luôn. Mình cắt ra mấy miếng còn lại nha. Muốn no mọi người ơi,
Mình ở trong rừng sáng giờ có mình à. Lâu lâu á đi vào rừng á, mình hít thở không khí trong lành trong đây. Nghe tiếng chim hót đồ cũng xả stress được lắm á mọi người. Thì mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share và comment bên dưới để tạo động lực cho mình có thể ra nhiều video hơn nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.